Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin giữa Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính, Tô Lâm chọn theo ai? Tô Lâm là con người thức thời, từ chỗ phò Trần Đại Quang để được ông Quang giới thiệu chám vào ghế bộ trưởng của ông Quang. Nhưng khi ông Trần Đại Quang mất quyền lực thì ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vỗ thực thì Tô Lâm lại phò Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, khi phò Nguyễn Phú Trọng thì Tô Lâm không về vườn, nhưng cũng không leo lên cao vì bản thân Nguyễn Phú Trọng muốn giữ Tô Lâm ở lại chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an để dùng cho mưu đồ chính trị bản cá nhân của mình. Đây hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cần Tô Lâm. Có thể nói cũng vì ông Trọng quá cần Tô Lâm mà Tô Lâm không thể rời chiếc ghế Bộ trưởng để tiến lên. Đấy là mặt trái của việc tiến thân nhờ vào quyền lực bề trên bảo kê. Trong khi đó, Phạm Minh Chính thì không thuộc quyền kiểm soát của ai, ngoài Bắc Kinh thì ông ta cứ tiến thân sau một nhiệm kỳ. Hai nhiệm kỳ liên tiếp dậm chân tại chỗ với chức Bộ trưởng Bộ Công an thì có thể nói cho đến bây giờ ông Tô Lâm đã gần như hết cơ hội để tiến. Chỉ một cơ hội duy nhất là đến đại hội lần thứ 14. Sau 5 năm, ông Tô Lâm xin ông Nguyễn Phú Trọng ưu tiên cho một suất đặc biệt để tiến lên chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực như người tiềm nhận của ông thì có thể. Và Tô Lâm đã từng giúp cho Nguyễn Phú Trọng giải quyết những tình huống khó, nhưng bản thân ông Tô Lâm cũng có những yếu kém cố hữu. Yếu kém dễ nhận ra nhất đó là ông Tô Lâm gần như bất lực với nhóm cá mập ở thành phố Hồ Chí Minh gồm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đùa và Tất Thành Cang. Ông Tô Lâm chỉ có thể bắt được ông Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, nhân vật Lê Tấn Hùng là con cá bé, đâu cần tới bàn tay của Bộ Công an như ông Tô Lâm. Đối với ông Trọng thì Tô Lâm cũng có công lớn và yếu kém cũng không nhỏ, trong đó có sai phạm liên quan đến mobile phone, mua công ty nghe nhìn AVG có liên quan đến sai phạm hàng ngàn tỷ đồng mà quan chức đã chia nhau đút túi. Chính những sai phạm lớn đó mà ông Phú Trọng đã dễ dàng nắm thóp Tô Lâm trong suốt 5 năm qua và Tô Lâm không dám làm gì trái ý. Phạm Minh Chính, người chủ mới của ông Tô Lâm nhưng lại là người quen Phạm Minh Chính và Tô Lâm, vốn là đối thủ của nhau khi còn ở Bộ Công an. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính rẽ ngang hướng khác phát triển sự nghiệp của mình. Điều này đã may mắn cho ông Chính. Bởi nếu ở lại Bộ Công an thì ông Chính sẽ không thể cạnh tranh nổi với Tô Lâm, vì Tô Lâm là thuộc hạ thân tín của Bộ trưởng Trần Đại Quang trước đó. Nếu đấu riêng với Tô Lâm thì Phạm Minh Chính có thể, chứ một mình mà đấu với liên minh Tô Lâm Trần Đại Quang thì Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ thua cuộc. Vì vậy, tạo ra bước ngoặt để rẽ sang hướng khác là rất cần thiết. Và lại, nếu tách ra khỏi Bộ Công an thì Phạm Minh Chính được sự hậu thuẫn nhiệt tình của Nguyễn Tân Dũng thì ở lại Bộ Công an để làm gì nữa? Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, từng là trung tướng công an. Đấy là chuyện của những ngày ấy, còn chuyện của ngày hôm nay thì thời thế đã thay đổi. Tô Lâm thì dậm chân tại chỗ ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an ở nhiệm kỳ 2 nên đã bị Phạm Minh Chính vượt mặt. Điều trớ trêu là giờ Phạm Minh Chính trở lại trong vai trò người đứng đầu chính phủ, chỉ đạo các bộ trưởng mà trong 28 bộ trưởng đó có ông Tô Lâm phải răm rắp làm theo. Đã từng 5 năm phục vụ cho Nguyễn Phú Trọng, trải qua biết bao nhiêu gian lao khó nhọc nhưng không tiến lên được, thì liệu bây giờ ông Tô Lâm có còn lòng nhiệt tình để phục vụ ông Nguyễn Phú Trọng nữa hay không? Trong 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, ông Tô Lâm dưới quyền của Nguyễn Xuân Phúc, nhưng thực chất Tô Lâm hầu như chỉ làm việc và theo mệnh lệnh của Nguyễn Phú Trọng. Không biết giờ đây ông Tô Lâm sẽ tiếp tục làm việc cho Nguyễn Phú Trọng hay còn có thể làm việc cho Phạm Minh Chính nữa. Được biết Phạm Minh Chính là con người bản lĩnh chứ không nhu nhược như ông Nguyễn Xuân Phúc. Đó là cái khó đối với ông Tô Lâm. Có lẽ khi còn cùng ngồi chung trong Bộ Công an, ông Tô Lâm hiểu rõ Phạm Minh Chính hơn ai hết. Từ vị trí trưởng ban tổ chức Trung ương mà tạt ngang và loại Nguyễn Xuân Phúc thì có thể nói ông Phạm Minh Chính có bản lĩnh không thua gì Nguyễn Phú Trọng, nếu không muốn nói là còn hơn. Và cuối cùng, ông Tô Lâm vẫn ngồi ở Bộ Công an và phải làm dâu trăm họ với rất nhiều những sai khiến từ trên xuống dưới. Nếu nói đến cấp bộ thì hiển nhiên thuộc quyền kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, có hai bộ không thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của chính phủ, đó là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Về mặt nhà nước, hai bộ này chịu sự kiểm soát của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng về mặt đảng, hai bộ này chịu sự kiểm soát của Tổng Bí thư. Thông thường, quyền lực của Tổng Bí thư lớn hơn thì Tổng Bí thư sẽ kiểm soát hai bộ này nhiều hơn. Những bộ mà người đứng đầu là Ủy viên Bộ Chính trị thì đều như thế. Chính vì vậy mới có thể duy trì sức mạnh cho ông Tổng Bí thư. Hai bộ này là hai cơ quan tiêu xài nhiều kinh phí nhất và chuyên dùng súng đạn. Chính vì vậy mà Đảng không giao hoàn toàn số phận của nó cho Thủ tướng mà chia đôi, mỗi bên kiểm soát một phần. Thông thường Tổng Bí thư kiểm soát sâu hơn. Với đặc thù như vậy nên Tô Lâm giống như làm dâu trong họ, vừa phải nghe lời Thủ tướng, vừa phải nghe lời ông Tổng Bí thư. Nếu Thủ tướng và ông Tổng Bí thư đấu nhau thì ông Bộ trưởng Bộ Công an phải chọn một bên rõ ràng. Từ năm 2016 đến năm 2021, Nguyễn Xuân Phúc nhu nhược để Bộ Quốc phòng và Bộ Công an rơi hoàn toàn vào tay ông Nguyễn Phú Trọng. Lúc này Tô Lâm rất nhẹ, ông Tô Lâm chỉ cần vâng lệnh một mình Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2021-2026, người đứng đầu chính phủ không phải là ông Nguyễn Xuân Phúc, mà là ông Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính là một chính trị gia cáo già và có bản lĩnh hơn ông Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều. Ông ta thừa biết, nếu không kiểm soát được quân đội và công an, thì mãi mãi chính phủ phải chịu lép vế trước ông Nguyễn Phú Trọng. Và dự đoán trong thời gian sắp tới, ông Phạm Minh Chính sẽ giành lại quyền kiểm soát của ông đối với Bộ Công an. Chính vì vậy mà nhiệm kỳ này, ông Tô Lâm phải chiều lòng cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Thực tế cho thấy, mối bất hòa giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng ngày một khoét sâu, chứ không thể nào khỏa lấp cho được. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, vừa là cấp dưới của Nguyễn Phú Trọng, vừa là cấp dưới của ông Phạm Minh Chính. Vì tranh giành ảnh hưởng trong đảng, triển vọng là trong tương lai, sẽ có cuộc cạnh tranh giành khốc liệt giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng nhằm kiểm soát Bộ Công an. Hơn nữa, ông Phạm Minh Chính là người trong ngành công an, ắt bây giờ với vai trò Thủ tướng, ông Phạm Minh Chính sẽ tìm cách kết nối với những đồng nghiệp cũ để thiết lập nên mạng lưới kiểm soát sâu rộng hơn trong Bộ Công an và không để mặc cho ông Tô Lâm mặc sức hoành hành. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính chỉ mới tiếp quản chức Thủ tướng, còn nhiều việc ở phía trước. Tuy nhiên, trước sau gì, ông Phạm Minh Chính cũng tìm cách kiểm soát Tô Lâm, hoặc nếu không kiểm soát được Tô Lâm thì kiểm soát thuộc hạ của Tô Lâm. Thì lúc đó trong Bộ Công an sẽ còn rất nhiều những màn gay cấn diễn ra. Và bây giờ thì Tô Lâm nên chọn ai hay thỏa hiệp? Nói gì thì nói, chứ thực tế như hiện nay Tô Lâm không có nhiều sự lựa chọn. Ông ta là con người thức thời, ông ta sẽ dễ dàng ngả về ai mà ông ấy thấy mạnh hơn. Trước mắt, sức mạnh chính trị thì giữa Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính đường tương đương nhau. Tuy nhiên, quyền lực của Nguyễn Phú Trọng chỉ giảm sút chứ không thể tăng lên. Trong khi đó, quyền lực của ông Phạm Minh Chính thì lại biến đổi theo chiều hướng ngược lại. Và việc ông Phạm Minh Chính vượt qua được Nguyễn Phú Trọng để giành lấy chức quyền chi phối trên chính trường Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm phải giữ thăng bằng giữa Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính. Với con người như Tô Lâm thì có lẽ ông ta sẽ tìm cách thỏa hiệp, vâng lời bên này nhưng cố gắng không làm mất lòng bên kia để mọi việc ổn thỏa. Có lẽ tương lai ông Tô Lâm sẽ ngả theo Phạm Minh Chính, nhưng bây giờ thì chưa được, vẫn phải nghe lời Nguyễn Phú Trọng. Là tướng công an nhưng là tướng tình báo, hiện nay ông Phạm Minh Chính đang có mối quan hệ với Bắc Kinh khá tốt, thì không ai có thể không thấy được sức mạnh trong tương lai của ông Phạm Minh Chính. Bộ Công an nói cho cùng, linh hồn của nó là Tổng cục Tình báo. Tuy nhiên, vào năm 2018, để tránh rắc rối, ông Nguyễn Phú Trọng đã cho dẹp Tổng cục Tình báo để ông ta có thể kiểm soát Bộ Công an. Tuy nhiên, với vai trò là Thủ tướng Chính phủ, rất có thể ông Phạm Minh Chính sẽ tìm cách hồi phục Tổng cục này và tìm cách kiểm soát nó. Chỉ có thể là như vậy thì Phạm Minh Chính mới có thể vượt qua được ông Nguyễn Phú Trọng. Và việc tranh giành ảnh hưởng trong Bộ Công an giữa ông Phạm Minh Chính và Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao? Thời gian tới sẽ còn rất nhiều câu trả lời để làm rõ. Và nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam luôn có những việc đấu đá ngầm không ngừng. Nhiều chuyện sẽ xảy ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021 với bản tin giữa Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính, Tô Lâm chọn theo ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết
và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.